đặc biệt món quà mà Sun Group hứa hẹn làm đẹp cho vùng đất Đà Nẵng sẽ ra sao. Kính mời anh chị chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một đoạn clip, một món quà mà chúng tôi mang đến cho hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng các anh chị, chúc mừng các anh chị đã trở thành những người đầu tiên mang tới bất động sản cao cấp cho thành phố Đà Nẵng, và xin cảm ơn rất nhiều. Đoàn Sun Group trở về Việt Nam với hoài bão làm đẹp những vùng đất và kiên định với mục tiêu góp phần nâng cao vị thế đất nước, nâng cao chất lượng sống của người dân và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới. Dấu chân người khai mở in hẳn trên mọi miền tổ quốc, từ festival với những lễ hội đầy màu sắc đã trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Hay Hạ Long được Sun Group phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng trên cả ba lĩnh vực không, thủy, bộ, nâng tầm du lịch của miền kỳ quan. Đến Thanh Hóa kết cánh với những dấu ấn khó phai trong suốt 2 năm khi người khai mở đặt chân đến. Hay tại Phú Quốc, một đảo hoang sơ được mài thành ngọc quý. Một Đà Nẵng xinh đẹp với những công trình vang danh thế giới. Trong những vùng đất ấy, Đà Nẵng được Sun Group chọn làm điểm dừng chân đầu tiên để mang tinh hoa thế giới về với du lịch Việt. Hành trình cùng Đà Nẵng với mình tỏa sáng khiến cho ai khi nhìn lại cũng đều xúc động và tự hào. Ký ức về hơn 15 năm trước, Đà Nẵng gợi trong tâm trí người xưa cũ những cảnh bùn lầy, nước động bẩn thỉu nhếch nhác. Mỗi khi lụt lội, có nơi ngập tới 3 mét, sinh hoạt người dân hết sức khó khăn. Hay đỉnh Bà Nà lúc đó cũng chỉ là một nơi hoang sơ, thiếu thốn trải nghiệm. Chưa đi chưa biết Bà Nà, đi rồi mới biết ở nhà còn hơn. Đà Nẵng thời gian đó được ví như một nàng công chúa đang xây giấc ngủ yên, đẹp nhưng thiếu sức sống, chỉ chờ bàn tay của chàng hoàng tử Sun Group đến tỉnh thức. Sau 15 năm bén duyên với vùng đất được thiên nhiên quá đổi ưu ái này, nơi có sông, có núi, có biển, nơi được mệnh danh là con đường di sản miền Trung, bằng tất cả sự nhiệt thành, Sun Group đã góp phần mang đến cho Đà Nẵng một diện mạo mới với các công trình mang thương hiệu Sun World và Sun Hospitality. Đúng như vậy, giờ đây Đà Nẵng đã thực sự bừng sáng trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng, khiến cho cả thế giới phải ngước nhìn. Đó chính là tổ hợp khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills, vinh dự nhận các giải thưởng, hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới, điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới do World Travel Awards trao tặng, cầu vàng nổi tiếng khắp thế giới khi được hàng loạt các hãng truyền thông quốc tế đưa tin, đứng đầu danh sách kỳ quan thế giới 2021 do tờ báo Daily Mail bình chọn, công viên châu Á Asia Park đã trở thành điểm phải đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá của mọi du khách. Premier Village Đà Nẵng Resort, khu nghỉ dưỡng biệt thự dành cho gia đình hàng đầu thế giới, mở kêu Đà Nẵng French Village Bà Nà Hills, khu nghỉ dưỡng chủ đề hàng đầu châu Á. Novotel Đà Nẵng Premier Han River, khách sạn dành cho doanh nhân hàng đầu Việt Nam. Intercontinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort chính là mảnh ghép quan trọng khẳng định đẳng cấp của Sun Group tại Đà Nẵng khi nhiều năm liên tiếp đạt giải sang trọng nhất thế giới, nơi đón tiếp 21 vị nguyên thủ quốc gia tại kỳ APEC 2017. Gần đây nhất, Intercon Đà Nẵng một lần nữa khẳng định đẳng cấp vượt trội khi được vinh danh ở hạng mục giải thưởng khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới do World Travel Awards trao tặng. Đà Nẵng của hiện tại là một nơi đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư. Nhưng nơi đây vẫn thiếu những khu đô thị kiểu mẫu, sang trọng để xứng tầm với nội lực của một thành phố biển hàng năm vẫn đón rất nhiều những trí thức từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Nam hay thậm chí những chuyên gia nước ngoài đến đây sinh sống và làm việc. Một lần nữa, Sun Group sẽ mang đến cho Đà Nẵng món quà mà nơi đây vẫn đang thiếu, cũng giống như cách mà Sun Group vẫn tận tâm lặng lẽ làm đẹp cho thành phố biển xinh đẹp này suốt 15 năm qua. Đó chính là Sun Property, mảnh ghép tiếp theo trong hệ sinh thái Sun Group,
được định vị là nhà phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, với sứ mệnh mang đến cho các vùng đất những khu đô thị cao cấp, kiến tạo những giá trị nghỉ dưỡng, tận hưởng, giải trí, đầu tư, chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng tầm và thăng hoa giá trị cuộc sống cho người dân Việt Nam. Mang trên mình sứ mệnh của người 20, sẽ được luôn kiên định những mục tiêu, tìm đến những vùng đất giàu tiềm năng, những chưa được khai thác trung tâm để làm đẹp những vùng đất ấy. Và với công hiến của Đà Nẵng như vậy, chúng tôi nhìn thấy những cái lợi thế tiềm năng của Đà Nẵng và quyết định đầu tư đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền thành phố để chung tay phát triển thành phố, nâng tầm du lịch của Đà Nẵng để Đà Nẵng có thể phát triển một cách nhanh, bền vững và giữ được cái vị thế thành phố đáng sống cũng như là nơi đáng để du lịch, là nơi đáng để đầu tư và mở tầm quốc tế, thì Đà Nẵng phải kiến tạo nên những cái khu đô thị đáng sống cũng như là để thu hút các cái người thượng lưu. Và đó cũng chính là lý do mà chúng tôi giới thiệu với thương hiệu Sun Property, nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn liền với du lịch nghỉ dưỡng đến với thành phố Đà Nẵng. Sắp tới đây, toàn bộ người dân thành phố Đà Nẵng sẽ được chứng kiến những điều đầu tiên mà Sun Group mang đến cho thành phố này. Lần đầu tiên xuất hiện một khu đô thị kiểu mẫu văn minh tại Nam Hòa Xuân. Lần đầu tiên, thành phố sở hữu công viên ven sông lớn nhất miền Trung với quy mô lên đến 50 hectare, được thiết kế theo 6 công viên chủ đề nhỏ như công viên bến du thuyền, công viên nghệ thuật, công viên thể thao, công viên trẻ em, công viên phong cách sống và công viên ven hồ, cùng rất nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sinh sống văn minh của cư dân. Lần đầu tiên, chúng ta có bến du thuyền Marina đẳng cấp. Lần đầu tiên, dòng sông cổ cò huyền thoại được khơi thông, kiến tạo nên cung đường tơ lụa với loại hình du lịch sông nước chiêm ngưỡng toàn thành phố về đêm. Và lần đầu tiên, Đà Nẵng tự hào có một khu đô thị sang trọng, là nơi giới thượng lưu, những người thuộc top 1% giàu nhất thế giới kiếm tìm cho mình những căn biệt thự đảo riêng tư, biệt lập để sở hữu, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Đó chính là Sendeva Island, vùng đất tôn vinh vị thế chủ nhân. Ở Sun Group chúng tôi có cái giá trị cốt lõi, đó là đẳng cấp, chất lượng và sự khác biệt. Thì để làm được điều đó, chúng tôi nghĩ không cần đâu xa. Chúng tôi nên để cho mỗi vùng đất từ nó kể câu chuyện của nó và từ nó sẽ làm ra cho vùng đất đó. Khi mà mỗi vùng đất nó kể câu chuyện của riêng nó thì nó lại tạo ra cái sự khác biệt so với tất cả các dự án. Sắp tới đây thì Sun Group sẽ triển khai nhiều dự án bất động sản đẳng cấp tại Đà Nẵng và đã đúng nó chỉ là một món quà đầu tiên mà Sun Group rất mong muốn gửi tới người dân Đà Nẵng. Cứ như vậy, hành trình làm đẹp cho vùng đất lại tiếp tục. Người khai mở Sun Group lại miệt mài bồi đắp thêm những điều tuyệt vời nhất cho cội nguồn Đà Nẵng. Để nơi đây, sớm thôi sẽ bừng sáng như ánh dương lộng lẫy trong bình minh. Chào nồng nhiệt nhất đến toàn thể các anh chị em trong hệ thống chuyên viên kinh doanh, gồm hơn 2.000 anh chị đang có mặt trong sự kiện kết hợp ngày hôm nay. À, xin hãy cho tôi một tràng pháo tay lớn lên vì tôi cảm thấy quá là hồi hộp. Tôi chưa bao giờ đứng ở một cái sân khấu lớn như thế này, cho nên là tôi rất mong là ngày hôm nay anh chị sẽ truyền cho tôi ngọn lửa để tôi có thể tự tin hoàn thành tốt cái phần trình bày của tôi trong một cái sự kiện có lẽ là lớn nhất từ trước tới giờ mà tôi được tham dự. Và ngày hôm nay có thể nói là giống như tôi được bước ra từ trong giấc mơ của mình, bởi vì cách đây nhiều năm rồi, mười mấy năm trước, khi mà tôi còn là sinh viên, thì tôi đã rất là ước mơ được làm việc tại Đà Nẵng. Và lúc đó trong cái sự hiểu biết của tôi chưa bao giờ được tới Đà Nẵng thời điểm đó. Thì tôi đã biết được qua những cái phương tiện truyền thông, Đà Nẵng là thành phố đáng sống. Và trong cái trí tưởng tượng của tôi lúc bấy giờ thì Đà Nẵng là một cái thành phố biển rất là xinh đẹp. Ở đó con người rất là hiền hòa, cuộc sống bình yên,
nhưng mà mọi người cần cù lao động, tạo ra những cái giá trị, làm đổi thay vùng đất. Và thành phố Đà Nẵng cũng là một cái thành phố phát triển, trong đó đến từ sự phát triển của cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thượng tầng. Và tôi hết sức ngưỡng mộ thành phố Đà Nẵng. Và khi mà ra trường thì cuộc sống và công việc không ngừng đổi thay. Và không ngờ sau nhiều năm thì tôi được làm việc cho Sun Group, một tập đoàn có cái nôi từ thành phố Đà Nẵng. Và lúc đó tôi cảm thấy đó là một cái sự may mắn rất là lớn đối với tôi. Và ngày hôm nay tôi lại được đứng đây, đứng trước 2.000 người. Ở trong số những anh chị ở bên dưới có rất là nhiều người là người đã sinh ra, đã lớn lên, đã nhìn thấy sự đổi thay của Đà Nẵng. Và tôi có một phần sự ngưỡng mộ, cũng có một phần sự ganh tị đối với các anh chị, những người đã có được một cái mảnh đất quê hương thay da đổi thịt ngày càng xinh đẹp và sẽ còn ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai cùng với sự đồng hành của tất cả chúng ta đang có mặt ngày hôm nay. Và khi mà tôi nói là tôi yêu Đà Nẵng thì tôi nghĩ là rất là nhiều người cũng đang nghĩ giống như tôi, các bạn cũng yêu Đà Nẵng. Bởi vì khi mà chúng ta đến với thành phố này có rất là nhiều cái động lại trong cái tâm trí, trong cái cảm xúc. Và tôi rất là nhiều lần tự hỏi là điều gì làm cho chúng ta yêu cái thành phố biển này nhiều đến như vậy. Mặc dù là cả nước chúng ta có 28 tỉnh thành ven biển, vậy điều gì làm cho Đà Nẵng khác biệt hơn so với toàn bộ các thành phố, các tỉnh thành còn lại? Các anh chị có biết không ạ? Và các anh chị có muốn biết không ạ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu, chúng ta hãy cùng phân tích vì sao chúng ta có một cái tình cảm đặc biệt đối với thành phố Đà Nẵng, và hãy lan truyền tình yêu đó, hãy lan truyền những cái giá trị đó đến với khách hàng, đến với nhà đầu tư của chúng ta trên khắp mọi miền đất nước, để cùng chung tay góp phần làm cho Đà Nẵng ngày càng vang danh trên bản đồ du lịch thế giới. Các anh chị có đồng ý không ạ? Tôi yêu Đà Nẵng, chúng ta yêu Đà Nẵng, và tôi nghĩ Mây Lang Thang cũng rất yêu Đà Nẵng. Bởi vì trong tháng 7 tới đây thôi, ngày 3 tháng 7, show diễn Acoustic được yêu thích nhất hiện nay sẽ đến với Đà Nẵng. Và lần đầu tiên chúng ta sẽ được thưởng thức không gian âm nhạc rất là lãng mạn bên dòng sông Hàn thơ mộng. Và không chỉ có Mây Lang Thang, có rất nhiều chương trình âm nhạc quốc tế sẽ đến với Đà Nẵng trong một tương lai không xa, sẽ là bừng sáng và sẽ đồng hành cùng với sự phát triển du lịch của thành phố đáng sống này. Là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Và không chỉ là một cái bãi biển quyến rũ, các anh chị cũng biết là biển Đà Nẵng với chiều dài hơn 90 km tạo ra rất là nhiều cái giá trị khác biệt trong sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng trong suốt chiều dài từ khi Đà Nẵng thành lập thành phố trực thuộc trung ương và thậm chí trước đó nữa. Biển đối với Đà Nẵng có một vai trò cực kỳ lớn, không chỉ là phát triển về du lịch, không chỉ phát triển về nghỉ dưỡng, không chỉ tạo ra những cung đường du lịch, mà biển đối với Đà Nẵng còn mang một cái ý nghĩa lớn lao hơn, đó là đóng góp vào một trong 5 ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng. Và anh chị cũng biết là cảng Đà Nẵng, vịnh Đà Nẵng là một cái cảng nước sâu nằm rất gần đường hàng hải quốc tế và đóng góp rất lớn vào trong tỷ trọng GDP của Đà Nẵng. Kinh tế biển nói chung đóng góp hơn 10% vào GDP của cả nước Việt Nam. Và riêng cảng biển Đà Nẵng là điểm kết nối với đường hàng hải quốc tế nằm trong hành lang kinh tế Đông Tây gồm 4 nước. Và đó cũng là nơi để mà kết nối ra tuyến hàng hải của 4 nước trong khu vực Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam. Và không chỉ người ta nghĩ tới biển Đà Nẵng bằng những cái giá trị về nghỉ dưỡng, mà ta nghĩ tới Đà Nẵng là những cái giá trị về vận tải hàng hóa, về logistics. Cho nên nổi tiếng của Đà Nẵng không chỉ là nổi tiếng trong mắt khách du lịch quốc tế, mà còn rất nhiều thương nhân trên toàn cầu biết tới Đà Nẵng từ nhiều năm nay, từ hàng trăm năm nay. Và đó chính là một cái lợi thế rất lớn của thành phố Đà Nẵng so với những thành phố biển khác của Việt Nam. Và chúng ta có quyền tự hào về điều đó. Chúng ta có quyền tự hào vì chúng ta phát triển rất toàn diện. Và chúng ta có những cái tiềm năng cực kỳ lớn để có thể phát triển về kinh tế trên mọi mặt của thành phố Đà Nẵng.
Và nói tới đây, chúng ta còn cảm thấy xao xuyến bởi nơi đây còn được mệnh danh là thành phố của những cây cầu. Có rất nhiều cây cầu xinh đẹp của thành phố Đà Nẵng. Và anh chị cũng thấy là tôi bờ sông Hàn. Nếu mà chúng ta nhìn thấy sông Hàn vào buổi sáng, đó là một cái vẻ đẹp dịu dàng. Buổi chiều sông Hàn là một cái vẻ đẹp rộn rã, và buổi tối nó là một vẻ đẹp rực rỡ. Và rất là nhiều thi ca, âm nhạc ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông Hàn. Tuy nhiên, khi mà được mệnh danh là thành phố của những cây cầu thì không phải câu chuyện chỉ đơn thuần là chúng ta có tự hào về cái nét đẹp của dòng sông này, mà chúng ta hãy nhìn lại cái tầm nhìn phát triển về số phận hạ tầng của thành phố Đà Nẵng. Mỗi một cái thành phố khi mà có một cái dòng sông mang cái tính chất đóng góp rất lớn vào cái giao thương của thành phố đó, và đầu tư hạ tầng được một cây cầu đã là một cái niềm tự hào. Nhưng mà thành phố Đà Nẵng của chúng ta, riêng dòng sông Hàn có 6 cây cầu, trong đó có 4 cây cầu được mệnh danh là 4 cây cầu đẹp và nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Và cái sự kết nối hạ tầng đó đã tạo ra một cái sức bật rất lớn để cho Đà Nẵng phát triển về mặt kinh tế đôi bờ sông Hàn. Và anh chị có thể nhìn lại trong cái chiều dài lịch sử 25 năm kể từ khi Đà Nẵng được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương cho tới thời điểm hiện nay. Chỉ trong vòng 25 năm, nhưng mà nhờ cái sự đầu tư hạ tầng đúng đắn, thành phố Đà Nẵng đã bứt phá toàn diện trên mọi mặt. Và tôi rất là ấn tượng với những cái bài hát về thành phố Đà Nẵng, luôn luôn ca ngợi những công trình, luôn luôn ca ngợi sự đổi mới và sự chung tay góp sức của tất cả những cái doanh nghiệp, những người dân và chính quyền địa phương đã cùng làm nên một thành phố Đà Nẵng thay đổi rất nhanh, rất mạnh và rất bền vững để có được một thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, phát triển như ngày hôm nay mà chúng ta tự hào đó là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Và thế mạnh hạ tầng, các anh chị có thể hình dung đó là một cái đòn bẩy rất lớn cho tất cả những cái giá trị trong nền kinh tế. Trước đây tôi có nghe một cái bài hát rất là dễ thương về sông Hàn. Đà Nẵng một thời tôi yêu, hình như tên bài hát đó là như vậy. Có một cái câu hát: nhà em đó đơn sơ phố Bạch Đằng, mà nhờ vào sự thay đổi hạ tầng cho tới ngày hôm nay, chúng ta có thể hát: nhà em đó đơn giá 500 triệu đồng, thu hút những chuyên gia nước ngoài đến đây, tạo ra một cái không gian sống đẳng cấp cho những doanh nghiệp, cho những chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng, và thu hút giới tinh hoa trên cả nước đến với Đà Nẵng cùng tiếp tục dựng xây phát triển cho thành phố này. Và nếu mà chúng ta nhắc tới Đà Nẵng, nếu chỉ có nói biển, nói sông thì chúng ta mới biết một nửa về Đà Nẵng. Đà Nẵng còn có những cái cảnh quan rất là hùng vĩ của những cái ngọn núi đẹp. Những cái ngọn núi đã tạo ra cho chúng ta những cái niềm cảm hứng để chúng ta có thể phát triển được những tổ hợp vui chơi giải trí rất là tầm cỡ. Anh chị có thể thấy được là bán đảo Sơn Trà ôm ấp lấy vịnh Đà Nẵng, tạo ra cho chúng ta một cái sự bình yên trong lòng vịnh, và đồng thời tạo ra cho chúng ta một cái khu bảo tồn sinh quyển, và cũng tạo ra cho chúng ta những cái thế mạnh mà chúng ta có thể khai thác, tạo ra những cái khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất trên thế giới. Và khi chúng ta song song giữa việc phát triển và bảo tồn, chúng ta nâng được cái sự phát triển của chúng ta lên một tầm cao mới. Và không chỉ có những cái dãy núi như là bán đảo Sơn Trà hay là núi Thần Tài, chúng ta còn có núi Hành Sơn, những cái rặng núi xinh đẹp nằm trong lòng thành phố và tạo ra cho chúng ta rất nhiều cái nguồn cảm hứng để cho chúng ta có thể phát triển nhiều loại hình, phát triển đúng cái thế mạnh và kể câu chuyện về chính cái vùng đất mà chúng ta đang có mặt ở đây. Hôm nay chúng tôi cố tình tổ chức sự kiện bắt đầu rất là muộn. Nếu mà đối với chúng ta, khi chúng ta đến với những cái vùng đất mới, với sứ mệnh của một người khai mở, chúng ta cảm thấy một cái buổi tối nó rất là một cái khoảng thời gian có rất nhiều lắng động, có rất nhiều sự chiêm nghiệm về sự phát triển. Rất nhiều thành phố tại Việt Nam làm du lịch ao ước phát triển nền kinh tế đêm, nhưng khi chúng ta đến Đà Nẵng, chúng ta thấy một không khí hoàn toàn khác. Kinh tế đêm là đặc sản của Đà Nẵng. Ngày hôm nay khi các bạn kết thúc chương trình này 10 giờ đêm thì đêm Đà Nẵng mới thực sự lung linh, đêm Đà Nẵng mới thực sự bắt đầu. Niêu Phương Đông chờ đón các bạn, Sky 36 chờ đón các bạn.
Top TV Club chào đón các bạn. Và đó chính là một Đà Nẵng trẻ trung và hấp dẫn. Chúng ta có rất nhiều thế mạnh để phát triển trong nền kinh tế. Do đó không thể nào từ chối được một cái khẳng định là thành phố Đà Nẵng giờ đây không chỉ là một cái nơi đáng đến để du lịch, đáng đến để nghỉ dưỡng, đáng đến để trải nghiệm, mà đó là nơi đáng để chúng ta gắn bó, phát triển, đáng sống, đáng để sở hữu những cái tài sản tại Đà Nẵng. Và tình yêu đối với nhiều người, hoa mỹ thì nó có thể đến từ những cái nét đẹp, lý trí hơn thì nó đến từ những tiềm năng và cơ hội, còn chân thành nhất là đi qua đường bao tử. Các bạn có đồng ý là ẩm thực Đà Nẵng rất là phong phú và đặc sắc không ạ? Ẩm thực Đà Nẵng cực kỳ ngon. Và nếu như vâng, và những người đang thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng vừa mới ủng hộ tôi đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta có thể phát triển. Những đô thị ven sông, những cửa hàng, những nhà hàng ven sông có những cái ẩm thực ngon được nâng tầm trong một cái không gian đẹp. Và chúng ta tự tin cạnh tranh rất là sòng phẳng với những khu thương mại, những tổ hợp du lịch hàng đầu trên thế giới hiện nay, với cái nền ẩm thực đặc sắc, ngon miệng và cái nguồn nguyên liệu tươi ngon, phong phú tại thành phố Đà Nẵng. Và chỉ đơn giản như trong cái ẩm thực, nó cũng là một cái thế mạnh cạnh tranh mà rất nhiều những cái hội nghị, hội thảo và kể cả những cái tiệc cưới xa hoa của các tỷ phú trên thế giới, người ta lựa chọn Đà Nẵng không chỉ là bởi cái cơ sở vật chất, cái cơ sở hạ tầng, các khu nghỉ dưỡng, các cái hội nghị, mà còn bởi tay nghề của đầu bếp, còn bởi cái nền ẩm thực rất là phong phú, đa dạng và đầy đặc sắc. Và đó chính là một trong những cái thế mạnh cạnh tranh của Đà Nẵng, không chỉ trong nước mà còn tính trên phạm vi toàn cầu. Và chúng ta cũng tự hào về nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng. Nơi đây là trung tâm về văn hóa giáo dục của miền Trung Tây Nguyên. Chúng ta có những cái trường đại học hàng đầu khu vực ở tại thành phố Đà Nẵng. Tổng cộng trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là hơn 36 tổ chức. Và hàng năm cung cấp nguồn nhân sự chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng cực kỳ lớn. Do đó là các doanh nghiệp hàng đầu, các thương hiệu hàng đầu trên thế giới, họ rất tự tin khi họ đến với thị trường Đà Nẵng. Không chỉ là có cái nguồn nhân lực dồi dào mà còn có cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Và các bạn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được cái chất lượng trong cái cách làm dịch vụ của người Đà Nẵng. Và nơi đây còn truyền cảm hứng để lan hòa quý ngũ hành sơn của Đà Nẵng. Và đó cũng sẽ là một cái chiến lược phát triển xứng tầm, tạo ra cái nguồn nhân lực để đón đầu những cơ hội phát triển sắp tới của Đà Nẵng. Và quận ngũ hành sơn, nơi đó sẽ trở thành trung tâm về văn hóa, về giáo dục của thành phố Đà Nẵng. Xin cho tôi đi cái slide tiếp theo. Chúng ta còn tự hào vì người Đà Nẵng đã tạo nguồn cảm hứng về một cái cụm từ gọi là dịch vụ từ tâm. Chúng ta đến đây, chúng ta được phục vụ không chỉ trong những cái không gian sang trọng, không chỉ trong những cái gọi là không khí rất là lãng mạn của một cái thành phố biển xinh đẹp, mà chúng ta còn được cảm thấy rất là ấn tượng bởi cái cách chào đón rất là nồng hậu của người Đà Nẵng, vừa chân chất thật thà, vừa hài hước dí dỏm. Và chúng ta nhớ tới một cái vùng đất, cũng bởi những vùng đất đó có những cái con người nồng hậu làm dịch vụ bằng chính cái tâm của mình. Và đó cũng chính là một cái sức cạnh tranh cực kỳ lớn, vô hình không đong đếm được. Nhưng đó chính là một cái đóng góp rất là lớn để cho Đà Nẵng đứng được trên top những cái thành phố hàng đầu về du lịch và chất lượng sống tại Việt Nam. Và tất cả những điều đó đã lý giải vì sao Đà Nẵng luôn luôn được lựa chọn là top những điểm đến hấp dẫn nhất. Khi mà người ta nghĩ tới một cái địa danh để mà dành cho kỳ nghỉ của cặp đôi, dành cho kỳ nghỉ của gia đình, dành cho những kỳ nghỉ hội thảo của doanh nghiệp, người ta luôn luôn đặt Đà Nẵng lên làm ưu tiên hàng đầu. Và giờ đây, những cái doanh nghiệp, những chủ doanh nghiệp, họ không đơn thuần là muốn đến Đà Nẵng để trải nghiệm nữa, mà hơn cả sự trải nghiệm, đó là đến Đà Nẵng để gắn bó, để sống, để thưởng thức thành phố biển xinh đẹp này. Và người giàu trong suốt 10 năm qua đã sở hữu rất nhiều bất động sản tại Đà Nẵng, người giàu trên khắp cả nước. Những cái khu biệt thự biệt lập sang trọng nhất tại Đà Nẵng,
như Đảo Xanh hay là Euro Village 1, Euro Village 2. Chúng ta đều biết là ở đó những người giàu tại Hà Nội, những người giàu tại Thành phố Hồ Chí Minh, những chủ doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, họ đều có chi nhánh, có trụ sở tại Đà Nẵng, và họ đều là những người sở hữu những bất động sản tại những cái khu biệt thự sang trọng và đẳng cấp nhất của Đà Nẵng, và họ vẫn không ngừng tìm kiếm những tài sản xứng tầm để có thể có một cái sự thưởng thức trọn vẹn tại thành phố biển xinh đẹp này. Và đó là những điều mà chúng ta thấy rằng rất là rõ ràng để không thể bỏ lỡ cơ hội sở hữu tài sản tại thành phố Đà Nẵng. Ba lý do mà chúng ta có thể nói là không thể bỏ qua để lý giải cho việc là ai cũng ao ước có được một cái bất động sản, sở hữu được một cái tài sản ở Đà Nẵng. Và trước đây, nếu như trong điều kiện thực tế không cho phép thì người ta nghĩ tới là người ta cố gắng có một tài sản ở Đà Nẵng. Nhưng giờ đây, người giàu ở Việt Nam ngày càng tăng lên và cái sự thịnh vượng của họ cũng ngày càng gia tăng theo. Họ không chỉ mong muốn là có một tài sản ở Đà Nẵng, họ mong ước có nhiều tài sản ở Đà Nẵng. Họ mong ước có nhiều bộ sưu tập về bất động sản ở Đà Nẵng, nhiều loại hình bất động sản ở Đà Nẵng. Và đó là những lý do nào đã khiến cho những cái tài sản tại Đà Nẵng trở nên hấp dẫn trong mắt những người giàu trên toàn quốc như vậy. Để chúng ta không thể không sở hữu được tài sản ở bất động sản ở tại Đà Nẵng. Thứ nhất, đó là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Chỉ một danh hiệu này thôi đã bao hàm tất cả những cái sự hấp dẫn, những cái sự phát triển và những cái tiềm năng, những giá trị của thành phố Đà Nẵng để cho chúng ta phải sở hữu bất động sản tại đây, phải sở hữu những cái tài sản tại đây. Lý do thứ hai, đây là một cái nền kinh tế năng động, top 5 nền kinh tế năng động và lớn nhất của Việt Nam. Các anh chị cũng biết là đối với những cái địa phương mà cái sự phát triển nó còn nằm ở trong tiềm năng thì các cái cơ hội đó chưa được bộc lộ rõ ràng. Còn tại Đà Nẵng, thành phố trực thuộc trung ương, nền kinh tế top 5 của cả nước, chúng ta có những cái cơ hội phơi bày ra rất là rõ rệt để cho chúng ta nắm bắt lấy cái cơ hội sở hữu những cái tài sản tại thành phố Đà Nẵng. Và lý do thứ ba, tài sản ở tại thành phố Đà Nẵng luôn luôn không ngừng gia tăng giá trị, bởi vì chúng ta có rất nhiều cái cơ hội để chúng ta khai thác tài sản đó. Tài sản nó có thể trở thành một cái căn second home nếu chúng ta sinh sống và làm việc thường xuyên ở những cái thành phố khác. Tài sản tại thành phố Đà Nẵng có thể dễ dàng đưa vào cho thuê, vận hành, khai thác, phục vụ cho ngành du lịch, phục vụ cho ngành dịch vụ, phục vụ cho ngành thương mại. Bởi vì nền kinh tế của Đà Nẵng phát triển rất năng động, không chỉ lệ thuộc vào một cái mũi nhọn là du lịch mà còn rất là nhiều ngành nghề, và trong cái định hướng chiến lược phát triển của Đà Nẵng có đến 5 ngành mũi nhọn phát triển về du lịch, về thương mại, phát triển về logistics, hạ tầng, phát triển về công nghệ chất lượng cao, phát triển về tài chính. Và đó chính là những ngành mà đều cần đòi hỏi những cái không gian, đòi hỏi những cái bất động sản chất lượng ngày càng cao để thu hút được chuyên gia, để thu hút được lao động thu nhập cao trên cả nước đến với Đà Nẵng, không chỉ ở Việt Nam mà còn là những cái chuyên gia, những cái lao động chất lượng cao trên toàn cầu đến với Đà Nẵng. Ta luôn cảm thấy là rất rẻ so với mặt bằng chung của cả nước, và cứ thế những cái tài sản mà còn công nhận và ghi nhận những cái giá trị tài sản ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam này. Và khách hàng của chúng ta tìm kiếm điều gì khi mà họ muốn sở hữu một cái tài sản ở Đà Nẵng? Chúng ta hãy nhìn qua 5 nhóm khách hàng tiêu biểu khi mà họ tìm kiếm những cái tài sản, tìm kiếm những cái bất động sản ở thành phố Đà Nẵng của chúng ta. Thứ nhất, đó là giới chuyên gia trong và ngoài nước. Khi mà họ đến đây, họ muốn tìm một cái không gian sống đẳng cấp, gia tăng thêm cho một sự tập bất động sản của mình. Và những người đầu tư luôn luôn nhìn thấy tiềm năng và cái cơ hội rất lớn trong việc sở hữu những cái bất động sản ở tại Đà Nẵng. Những chủ doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, họ luôn luôn mong muốn có một cái căn second home để chính họ và gia đình thưởng thức tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng. Và đặc biệt là những người có cái ngành nghề khai thác kinh doanh liên quan đến dịch vụ, du lịch và thương mại, họ lại càng mong muốn sở hữu những cái bất động sản tại Đà Nẵng để có thể khai thác, để có thể cho thuê, để có thể vận hành, phục vụ cho một cái nền kinh tế cực kỳ năng động và cực kỳ phát triển tại Đà Nẵng. Và đó chính là những người họ đang không ngừng tìm kiếm những cái cơ hội sở hữu những cái tài sản tại thành phố Đà Nẵng. Bên bờ biển, chúng ta có Intercontinental Đà Nẵng, chúng ta có Premier Village, và chúng ta có tất cả những cái thương hiệu quốc tế hàng đầu trên thế giới đã đều đặt chân đến Đà Nẵng.
để có được những cái khu nghỉ dưỡng ven biển đẳng cấp. Chúng ta cũng tự hào vì chúng ta là cảng biển top 3 của Việt Nam. Chúng ta có một cái ngành logistics cực kỳ phát triển. Chúng ta có một cái ngành kinh tế phát triển bền vững từ nhiều cái nội lực ở bên trong. Và chúng ta cũng tự hào vì chúng ta có được những cái khu vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Vậy giờ đây chúng ta nhìn sâu vào thế mạnh và nhìn sâu vào trong cái giá trị phát triển của Đà Nẵng, thì Đà Nẵng đang cần điều gì? Đà Nẵng đang thiếu điều gì? Đà Nẵng đang đáp ứng đến đâu so với cái nhu cầu tìm kiếm những cái tài sản xứng tầm mà người giàu trên cả nước mong muốn tìm kiếm ở thành phố này? Đó chính là những cái đô thị đẳng cấp xứng tầm với tầm vóc của Đà Nẵng. Nếu chúng ta là thành phố đang sống thì chúng ta phải có những cái không gian sống đẳng cấp. Và nếu mà chúng ta so với những cái đô thị như là Hà Nội, như là Hồ Chí Minh, có những cái khu đô thị kiểu mẫu luôn luôn được nâng tầm về chất lượng sống, về không gian sống, về tiện ích, về cảnh quan, về tất cả những cái dịch vụ để phục vụ cho một cái cuộc sống ngày càng phát triển, ngày càng hiện đại. Nếu mà chúng ta những cái giai đoạn chúng ta có thể là chỉ cần có một mảnh đất để mà xây một căn nhà ở Đà Nẵng, giờ đây chúng ta mong muốn tìm ra những cái khu dân cư có được cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp. Và đó chính là điều mà những cái chủ doanh nghiệp, những cái doanh nhân hàng đầu tại Việt Nam khi họ đến Đà Nẵng, nếu họ muốn gắn bó lại tại đây, nếu họ muốn tìm lấy những cái tài sản không chỉ đơn thuần là tích trữ mà là sử dụng để thăng hoa giá trị sống, để thưởng thức cho gia đình họ, cho chính cá nhân họ, thì họ đang đặt ra một cái dấu hỏi: những cái tài sản đó nằm ở đâu? Và nếu mà chúng ta nhìn xa hơn, không chỉ ở những cái đô thị lớn ở Việt Nam mà trên toàn thế giới, tất cả những cái đất nước phát triển trên toàn cầu, họ đang đi theo một cái xu hướng tạo ra những cái không gian sống đẳng cấp theo những cái dòng sông. Càng là những dòng sông trung tâm thì càng là những cái không gian sống đẳng cấp nhất, càng là những cái cộng đồng cư dân tinh hoa nhất. Và xu hướng làm đẹp những dòng sông, tạo ra những công viên ven sông, tạo ra những cái đô thị biệt lập ven sông càng trở nên phổ biến và thịnh hành trong giới thượng lưu. Và nếu mà chúng ta đi dọc bờ sông Hàn, chúng ta cảm thấy điều đó dường như còn đang rất thiếu cho thành phố Đà Nẵng. Và với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, khi mà Sun Group bắt tay vào trở lại với thành phố Đà Nẵng, mang những cái tâm huyết của mình để đóng góp vào sự phát triển về đô thị, về không gian sống của Đà Nẵng, chúng tôi mong muốn làm đẹp cho vùng đất Đà Nẵng bằng những cái không gian sống, những cái đô thị kiểu mẫu và nâng tầm chuẩn mực sống cho giới thượng lưu, giới tinh hoa, không chỉ của Đà Nẵng mà còn là của các nơi họ mong muốn được sở hữu, được gắn bó, được thưởng thức cuộc sống ở thành phố Đà Nẵng. Và chúng tôi đã lựa chọn những cái quỹ đất có thể nói là đẹp nhất trong cái danh mục của chúng tôi để chúng tôi khẳng định thương hiệu của Sun Property, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam. Và mỗi ngày khi quý vị sống trong không gian sống do Sun Property phát triển, quý vị sẽ luôn luôn cảm nhận được một ngày sống như một ngày được nghỉ dưỡng. Và căn biệt thự của chúng ta giống như là một cái resort. Đó là những điều mà chúng tôi mong muốn mang tới cho thành phố Đà Nẵng để tạo ra được những cái tài sản, những không gian sống xứng đáng với tầm vóc của thành phố đáng sống nhất Việt Nam này. Và chúng tôi mong muốn tạo ra thành phố của những dòng sông thơ mộng. Lẽ ra Đà Nẵng bình thường mát lắm mà chị, dòng sông bao quanh, hiền hòa. Nhưng mà ngày hôm nay bằng cái nhiệt huyết của mọi người thì nó rất là nóng. Và tôi nên đã đổ mồ hôi rất là nhiều rồi. Đó là vì cái nhiệt huyết của chúng ta. Chứ còn thành phố Đà Nẵng thì luôn luôn rất là dịu mát vào những cái buổi tối. Không khí của biển, không khí của dòng sông tạo ra một cái đô thị biển rất là hiền hòa, rất là tươi mát. Và chúng ta mang cái sứ mệnh sẽ mong muốn làm đẹp những cái dòng sông bằng những công viên ven sông, bằng những cái bến du thuyền, bằng những đường dạo bộ. Và chúng ta tạo ra những cái cộng đồng sông văn minh hiện đại bên những cái dòng sông của trung tâm thành phố Đà Nẵng. Và trong chiều dài phát triển của Đà Nẵng, trong suốt 25 năm qua, chúng ta thấy là Đà Nẵng đang ưu tiên phát triển về dịch vụ, về thương mại, nhớ công trình cao tầng dọc theo những dòng sông. Và giờ đây, khi mà chúng ta có cái điều kiện về kinh tế rất là tốt, thì chúng ta bắt đầu vun đắp cho cái không gian sống của mình. Và chúng ta sẽ ưu tiên những cái quỹ đất vàng còn lại bên dòng sông
của thành phố Đà Nẵng để tôn tạo, làm cho cái không gian sống của giới thượng lưu, của những doanh nhân đến với Đà Nẵng, họ sẽ có những cái lựa chọn xứng tầm với cái giá trị mà họ bỏ ra. Và điều đầu tiên chúng tôi sẽ tập trung làm đẹp những cái khu đô thị ven sông. Và trong thời gian tới đây, quý vị sẽ thấy chúng tôi sẽ xúc tiến những cái hoạt động tạo ra những cái công viên ven sông. Và công viên đầu tiên mà chúng tôi tạo ra đó sẽ là cái công viên ven sông quy mô 50 hectare tại khu vực Hòa Quý, đó chính là cái khu đô thị Nam Hòa Xuân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tạo ra 6 công viên chủ đề bao quanh khu đô thị Nam Hòa Xuân. Và chúng tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp những dòng sông, tạo ra những cái không gian đó, mà chúng tôi còn sẽ mang tới những cái cơ hội, tạo ra những cái khu đô thị sống biệt lập dành cho giới thượng lưu trên những cái đảo biệt lập trên sông như là Đầu Nò. Chúng tôi sẽ phát triển những cái tổ hợp Sunnyva Island, một cái món quà của mặt trời, không chỉ dành cho giới thượng lưu họ mới có cái đặc quyền sống tại những cái quỹ đất ven sông, mà chúng tôi sẽ cải tạo những cái đô thị ven sông, và chúng tôi cũng sẽ mang đến những cái quỹ đất để cho tất cả các anh chị, những người đang đồng hành cùng với Sun Group có cơ hội trở thành cư dân của thành phố Đà Nẵng. Và các anh chị có muốn trở thành cư dân của thành phố đáng sống nhất Việt Nam không ạ? Chúng tôi sẽ có những cơ hội dành riêng cho những anh chị chuyên viên kinh doanh thuộc hệ thống của chúng tôi trở thành cư dân của một trong những cái đô thị ven sông đẹp nhất thành phố Đà Nẵng. Và tôi sẽ công bố cái cơ hội này trong cuộc họp ngày mai, khi mà chúng ta đồng loạt khai trương 15 văn phòng đại diện của các đại lý chính thức trong hệ thống của chúng ta tại con đường bất động sản tỷ đô trên đường Nguyễn Phước Lan vào buổi sáng ngày mai. Đó là những cái hé mở đầu tiên, đó là những cái tiết lộ đầu tiên của chúng tôi về cái định hướng, về những cái phát triển, về sự phát triển của chúng tôi liên quan tới làm đẹp những vùng đất, làm đẹp những đô thị ven sông và những cơ hội dành cho tất cả chúng ta. Và sau đây chúng tôi sẽ còn những cái tiếp tục những cái tiết lộ rất là hấp dẫn ở phía sau của chương trình. Và phần chia sẻ của chúng tôi, của tôi, của riêng tôi xin được khép lại tại đây. Ông Nguyễn Hữu Sự. Xin gửi lời chào tới tất cả mọi người có mặt tại hội trường ở đây ngày hôm nay, và xin chào 2000 những chiến binh của Sun Property. Tôi tên là Nguyễn Sử, như mọi người đã, như MC đã giới thiệu. Và thực sự là khi mà vừa rồi nghe chị Quyên nói về câu chuyện của Đà Nẵng, tôi thực sự thấy là tôi bắt đầu yêu, và tôi đã thêm yêu cái thành phố này rồi. Và tôi cũng đã nảy lên mong muốn trở thành một công dân của thành phố Đà Nẵng, một thành phố rất đáng sống như chị Quyên đã nói và rất nhiều người đã nói ở đây. Mọi người có đồng ý như thế không ạ? Và tôi nghĩ là cũng giống như tất cả mọi người ở đây, chúng ta thấy là Đà Nẵng có quá nhiều tiềm năng như vậy. Thế nhưng mà chúng ta thử đặt câu hỏi xem là vậy cái điều gì đã làm cho Đà Nẵng trở nên tuyệt vời như thế? Tôi là một cái người nghiên cứu về phong thủy, nghiên cứu về tôn giáo và văn hóa. Thế thì câu trả lời của tôi nó sẽ đến được từ một cái góc độ mà tạm coi là một góc độ tâm linh, hay là một góc độ về chi nhận phong thủy trong quá khứ. Đương nhiên đầu tiên là để cho chúng ta hiểu rõ hơn thì ta phải hiểu thế nào là phong thủy. Nhiều người nghĩ rằng phong thủy là mê tín, nhưng bản thân phong thủy là một bộ môn khoa học, và nó dùng tri thức của quá khứ để hiểu rằng là chúng ta đang sống trong một môi trường như thế nào, và chúng ta làm sao để có thể thích ứng được với điều kiện tự nhiên mà chúng ta gặp phải. Thế thì ở đây khi mà mọi người nhìn thấy phong thủy thì ta sẽ thấy có hai yếu tố, một là phong, hai là thủy. Thế thì phong có nghĩa là những cái dòng khí lưu, những cái thứ mà nó đang luân chuyển. Thế thì còn nước, thủy chính là những cái dòng nước đang chảy. Thì trong những cái câu chuyện mà chị Quyên có nói thì chúng ta sẽ thấy được là ở Đà Nẵng có rất nhiều dòng sông và có rất nhiều ngọn núi mà chúng ta có thể kể đến, như là Bà Nà hay là Ngũ Hành Sơn, và kể cả ngọn núi hùng vĩ nhất của Việt Nam mà chúng ta phải kể đến, đó là đèo Hải Vân, mà chắc chắn là không ai bỏ qua cái đỉnh núi tuyệt vời đấy. Thế thì khi mà ta nói về phong thủy
thì có mấy câu rất quan trọng và được coi là định nghĩa về phong thủy, thì mọi người sẽ thấy là phong thủy quan trọng nhất đó là khí. Vậy thì khí dựa trên điều gì? Dựa trên đó là phong. Khi mà gió luân chuyển hay là khí mà luân chuyển đấy, thì gặp nước là dừng lại. Và nơi nào mà có sự luân chuyển đấy và nơi nào mà nước có thể dừng lại được thì nơi đấy chính là nơi có điều kiện thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất. Và cái quan trọng nhất đó là chúng ta làm sao phải lựa chọn một cái nơi mà khí nó không bị bay đi nhưng mà luôn luôn là có sự luân chuyển. Thế thì để mà hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta sẽ nói là vì sao chúng ta lại quan tâm đến phong thủy. Tôi nghĩ là không phải là chỉ vì chúng ta mua nhà mà chúng ta mới quan tâm đến phong thủy. Trong tất cả mọi hoạt động và đời sống thì phong thủy đều vô cùng quan trọng. Nó giống như cách mà chúng ta hiểu những thứ xung quanh chúng ta. Và người Việt luôn luôn tin rằng ấy, nếu như chúng ta có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, vậy thì khi mà đã hiểu rõ vùng đất đấy như thế nào, con người đấy như thế nào, thì chúng ta mới lựa chọn cái không gian sống. Và chính vì thế chúng ta sẽ luôn luôn được một cái thế giới thiêng hay là một cái niềm tin nào đó bảo vệ chúng ta. Và khi mà chúng ta nói về một cái mảnh đất ấy, thì chúng ta hay dùng từ gọi là, trong phong thủy người ta gọi là dương trạch, tức là những cái nhà, những cái không gian mà chúng ta đang sống. Vậy thì cái từ trạch bản thân nó có hai nghĩa. Một đó là mảnh đất. Điều thứ hai nó có nghĩa là sự lựa chọn. Khi gom cả hai nghĩa đấy thì chúng ta sẽ có một việc, đó là lựa chọn không gian sống của chúng ta một cách tốt nhất. Và có một cái câu mà tôi đã hô ở đây thì mọi người có thể xem, đó là người nhờ cái mảnh đất của mình ấy mà trở nên tốt đẹp hơn. Và cái đất nhờ con người mới có trở nên có nhiều sinh khí hơn. Và chính khi mà chúng ta có sự hài hòa của cả hai yếu tố đấy thì mọi việc sẽ được thuận lợi như ý chúng ta mong muốn. Và đấy chính là cái điều mà tại sao cái khi mà chúng ta mua bất cứ một điều gì, đặc biệt là những thứ quan trọng, thì chúng ta luôn luôn phải cân nhắc. Và đặc biệt đó là sự lựa chọn ở một nơi nào mà chúng ta cho là nơi đấy tốt đẹp nhất. Thì khi mà đi tiếp thì chúng ta sẽ thấy khi nào là một cái không gian sống. Và tôi đặt ở giữa, mọi người có thể nhìn thấy ở giữa của cái slide này, đó chính là chữ vật. Vật này có nghĩa là những thứ chúng ta sở hữu, đấy bao gồm đất, con người, không gian. Và đầu tiên đấy, khi mà chúng ta có thêm một cái suy nghĩ, đó là cái ý định chúng ta làm một điều gì đó, thì tất cả những cái suy nghĩ của chúng ta nó sẽ dẫn dắt lên cái hành động của chúng ta và nó tạo nên một cái khí. Giống y như khi mà tôi bước vào đây, tôi cảm thấy tôi đang ở trong một trận chung kết C1 nào đấy chứ không phải là ở một cái hội trường. Tôi thực sự là quá là ngỡ ngàng với cái điều ấy. Thực sự đấy là một cái khí vô cùng lớn khi mà chúng ta thấy, như chúng ta thấy là đầy tất cả mọi thứ trở nên nóng hơn. Và để có ba điều ấy cộng lại thì ta sẽ phải đặt ra câu hỏi chỗ nào là tốt. Thì qua cái điều kiện mà chúng ta nói rằng là một khu vực tốt nhất, điều đầu tiên đó là vị, điều số 2 đó là thế. Vị là gì? Chính là cái vị trí mà không gian đấy tồn tại. Chúng ta đứng ở đây hay là đứng ở một góc độ khác, thế thì mỗi một địa điểm đấy thì sẽ tạo nên một cái vị khác. Vị thế nào là đẹp? Điều đầu tiên ấy, đó là vùng đất đấy có sinh khí tốt hay không. Cách đây gần 100 năm thì người Pháp từng đã đặt cái bút Châu Giang ở Đồng Nò. Và trước khi người ta sử dụng cái không gian đấy thì đó là một cái đảo sinh thái rất nhỏ. Và như ở đây ấy, thì trong phong thủy có nói rằng là chỗ nào mà cây tốt tươi, cây xanh quả lớn, sắc đất màu mỡ và đất thơm mà béo, mùa nắng mà vẫn tươi không khô, mùa mưa mà không sình lầy, thì đấy là đất mà có đại sinh khí. Bây giờ khi mà chúng ta đến một cái mảnh đất nào đấy, chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cảm giác. Và cái cảm giác đấy nó là cảm giác thoải mái hay là khó chịu, thì đấy chính là một yếu tố tiên quyết. Và như hôm nay thì tôi được đi một vòng quanh khu đấy, khu Đồng Nò, và tôi thực sự là thấy quá ấn tượng. Thế thì điều trong phong thủy nó đặt ra một cái câu hỏi, đó là không gian đấy có đủ
tứ linh địa hay không? Tứ linh địa là gì? Đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Có nghĩa là gì? Bên tay phải của ta phải là một cái ngọn núi rất cao, bên tay trái cũng là một ngọn núi nhưng mà thấp hơn. Đằng sau chúng ta phải có một chỗ dựa và phía trước chúng ta là một không gian rộng mênh mông để cho chúng ta có thể có tầm nhìn. Và bao giờ phía trước cũng biểu thị cho cái tầm nhìn của chúng ta. Và đằng sau lưng ấy chính là nơi mà chúng ta có thể nương tựa vào. Nó giống như là phúc đức của tổ tiên, nó sẽ luôn luôn đứng ở đằng sau lưng chúng ta và để hỗ trợ cho chúng ta nhìn về tương lai một cách tốt nhất. Thì đấy chính là một cái yếu tố rất quan trọng. Thế thì đi tiếp nữa, chúng ta sẽ thấy là cái vùng đất này nó còn gì. Đó là nó có Ngũ Hành Sơn, có đèo Hải Vân, có rất nhiều con sông. Và cái con sông đấy nó là yếu tố để cho chúng ta có thể quyết định được là khu đấy nó có thể có đủ yếu tố của phong thủy, gọi là tàng phong tụ khí hay không. Mọi người sẽ có thể nhớ lại một chút, ở ngay cái slide đầu tiên tôi có nói về phong và thủy. Thì ở đây khi mà nhìn thấy địa thế của một khu đất ấy, thì ta sẽ rõ ràng là nó có tàng hay không. Khi mà mọi người nhìn thấy trên cái màn hình này ấy, thì ở đây mọi người nhìn thấy đây là một cái dòng sông, nó hội tụ của cả ba cái con sông. Trong đó khi mà nó đi đến đây, nó tạo thành một cái vùng gọi là vùng kín. Và tất cả những cái khu vực này thì nó trở thành một cái khu vực mở ra. Thì trong phong thủy người ta gọi đấy gọi là gì? Một bên là khai, một bên là hợp. Thì khai và hợp là gì? Khai là mở ra và hợp là thu lại. Cũng giống như chúng ta ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để đi ra bên ngoài, để hướng ngoại. Nhưng chúng ta cũng cần rất nhiều thời gian để đối diện với mình, đối diện với những cái người thân yêu của mình nhất, chứ không phải là chỉ hướng ra bên ngoài. Thế thì ở đây nó hội tụ được cả một yếu tố, đó là cái hợp lại là chính là cái khu vực này, nó chính là cái sự tĩnh. Và ở đây tôi dùng một cái đường chính giữa nhất ở cái không gian này cho chúng ta thấy là toàn bộ cái khu vực này chính là một cái khu vực lặng yên, tĩnh. Và cái khu vực này thế nào là sự cân bằng tốt nhất? Sự cân bằng tốt nhất luôn luôn đó là đến từ âm và dương. Hiểu đơn giản trong gia đình đó là nếu mà vợ là âm thì chồng sẽ là dương, nhưng nếu mà vợ mà là dương thì chồng nên là âm. Và đấy chính là một cái sự hài hòa của một cái vùng đất. Và nếu như không có cái sự hài hòa đấy thì chúng ta sẽ không thể nào mà đạt được đến cái trạng thái núi, phía trước có sông và có biển. Và tất cả những yếu tố đấy hội tụ lại ở một điều, đó là đây là một vùng đất mà thích hợp với yếu tố phong thủy cho con người ta có thể sinh sống và cư trú. Và đây là tất cả những cái điều mà ngắn ngủi nhất tôi có thể chia sẻ với mọi người để biểu thị một việc là tôi cũng giống như chị Nguyên bắt đầu yêu cái thành phố này. Và cách tốt nhất để thể hiện tình yêu với nó đó là chia sẻ những thông tin về nó, chia sẻ tri thức mình hiểu biết về thành phố đó cho rất nhiều người. Và phần trình bày của tôi chắc là đến đây là đã đủ, và xin cảm ơn mọi người đã chú ý đã lắng nghe. Cảm ơn. Nhìn như non sông, chốc này góc sông.